Đây là khối Rubik vô dụng nhất từ trước cho tới bây giờ mà mình đã từng thấy. Ủa anh này chơi sao vậy? Trong khi biết bao nhiêu là hãng Rubik đang thi đua nhau sản xuất Rubik xịn hơn và to hơn, thì Wiji lại sản xuất khối Rubik 1 x 1 như thế này. Và khối Rubik này nó dễ tới mức mà các bạn không cần áp dụng công thức mà nó vẫn ra. Và để giải nó thì các bạn chỉ cần 2 bước là xong. 1 và 2. Thậm chí đến ngay cả con nít vẫn có thể giải được. Nhưng đây mới là điều đặc biệt của khối Rubik này. Nhìn bên ngoài á thì nó là một khối Rubik bình thường, nhưng bên trong á thì lại là spinner. Cũng giống như bạn vậy, bên ngoài á thì rất là mạnh mẽ, nhưng bên trong á thì lại hay khóc nhè.